Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Phố Bất Động Sản ngày hôm nay. Thưa quý vị, mặc dù đã đóng tiền sử dụng đất, tiền xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhưng hơn 20 năm nay, hàng trăm hộ dân tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn chưa được bàn giao đất. Điều đáng nói là dù năm 2003, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt kế hoạch để Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì, nay là phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, giao cho 119 hộ gia đình tại đây làm nhà ở giãn dân, nhưng đến nay địa phương này vẫn chưa thực hiện giao đất cho các hộ gia đình. Đó là phản ánh của người dân gửi tới đường dây nóng của chương trình Phố Bất Động Sản. Phóng viên của chúng tôi đã tìm hiểu về sự việc này. Đương tự nhiên bảo được đất mà cuối cùng bây giờ chúng tôi mất đất, chúng tôi mất nhà, chúng tôi rất là lo lắng. Thế cho nên là xem để xét lại cho chúng tôi đất đi. Bây giờ chúng tôi không còn sức trả tiền lãi nữa, tiền lãi là nặng lắm. Thậm chí nhà tôi là con liệt sĩ, gia đình chính sách, mà thậm chí quay đi vay nợ mà không có giả, đã nghỉ hưu rồi. Mà cũng bệnh tật mổ xẻ mấy lần rồi nhưng mà cũng chưa thấy đất đai như thế nào. Chính quyền thì cứ hứa, nay hứa, mai hứa, nhưng mà đến bây giờ đúng 2-3 năm thì chưa thấy đâu vào đâu. Nhà tôi được 2 đứa con, mẹ nó vừa mất, nói thật. Để các nhà mạo đến nhà tôi quay, quay lại, làm mà cho mẹ nó. Dân chúng tôi rất khổ. Theo chia sẻ của người dân, 119 hộ tại đây đã đóng đầy đủ tiền sử dụng đất và tiền xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đất này từ năm 2003. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay, các hộ dân vẫn chưa được chính quyền địa phương bàn giao đất để xây dựng nhà ở giãn dân theo quy định tại quyết định số 3833 QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thậm chí, có người đã nhắm mắt xuôi tay cũng chưa từng nhìn thấy đất của mình ở chỗ nào. Bây giờ bố tôi thì phải đi thờ cúng nhờ nhà bà cô. Còn bản thân tôi thì không có chỗ bố thờ. Bố tôi cứ xách cái ảnh của bố tôi đi khắp nơi. Phải vay 5 cây vàng và 100 tờ đô để tôi đóng cái tiền đất này. Nhưng đến bây giờ 2-3 năm rồi, chúng tôi chờ đợi mòn mỏi. Hàng trăm lá đơn đã được gửi đi, hàng chục văn bản đã được cơ quan chức năng chính quyền địa phương ban hành. Và gần đây nhất, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai cũng đã có văn bản số 300/UBND-TNMT gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó nêu rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cho việc thực hiện bàn giao đất giãn dân cho người dân. Tại văn bản số 300 này, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét tính chất lịch sử, tồn tại của dự án để có cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ, giải quyết dự án theo hướng Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định thu hồi 8.328 m2 đất do Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì quản lý và giao cho Ủy ban Nhân dân quận để tổ chức giao đất giãn dân cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện. Tại thời điểm đó thì là xã Thanh Trì cũng chưa thực hiện các cái quy trình về giải phóng mặt bằng. Tuy là đất công nhưng mà vẫn phải thực hiện các cái quy trình để thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thời điểm đó thì xã Thanh Trì cũng chưa thực hiện các cái nội dung đó, rồi dẫn đến cái tình trạng là đến nay vẫn chưa thực hiện được cái công tác bàn giao đất cho các hộ dân. Ban phường Thanh Trì cũng đã kiến nghị lên Ủy ban quận để tháo gỡ cho các hộ dân sớm nhận được đất. Nay thì Ủy ban thành phố cũng đã có nhiều văn bản để giao cho các sở ngành để hướng dẫn Ủy ban quận Hoàng Mai. Tuy nhiên là đến thời điểm này thì cũng chưa đã có cái kết quả nhất định. Vâng, thưa quý vị, việc ngân sách có bị thất thu hay không, bao giờ thì người dân được bàn giao đất giãn dân? Chúng tôi sẽ còn làm rõ những thông tin này và gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung trở lại quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng. Theo lãnh đạo HORIA, kiến nghị trên nhằm kế thừa quy định tại điểm A khoản 1 điều 7 nghị định số 100/2015 NĐ-CP để đảm bảo tính khả thi của dự án nhà ở xã hội và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội đối với trường hợp nhà nước thực hiện đấu thầu quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội.
hoặc trường hợp nhà đầu tư thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có sử dụng đất để thực hiện dự án. Theo báo cáo thị trường bất động sản của Đất Xanh Service, đối với bất động sản nhà ở, nguồn cung mới trong tháng 5 có sự sụt giảm, chỉ bằng khoảng 38,5% nguồn cung mới của tháng 4, phần lớn đến từ phân khúc căn hộ chung và cao cấp. Tổng nguồn cung sơ cấp giảm nhẹ 0,73% so với tháng 4, đạt mức 47.458 căn. Theo các chuyên gia của đơn vị này, hiện tượng sốt nóng cục bộ tại khu vực Hà Nội đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Dự kiến sang tháng 6, một số dự án cao cấp hạng sang sẽ được mở bán chính thức, trong khi nguồn cung mới từ các dự án bình dân trung cấp ngày càng hạn chế và các dự án nhà ở xã hội chưa có kế hoạch mở bán, nên mặt bằng giá dự báo sẽ tiếp tục xu hướng leo thang. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty cổ phần tập đoàn Techco với lý do đơn vị nợ tiền thuế và tiền chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn theo công văn ngày 8 tháng 5 năm 2024 của Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức. Tổng số tiền cần bị cưỡng chế tại thời điểm ngày 8 tháng 5 là gần 181 triệu đồng. Công ty cổ phần xây dựng và thương mại đất Phương Nam cũng bị cưỡng chế với lý do tương tự. Theo công văn ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền thuế doanh nghiệp này đã chậm nộp tại thời điểm ngày 23 tháng 5 là gần 10,6 tỷ đồng. Thưa quý vị, đất chăn nuôi tập trung là đất xây dựng trang trại chăn nuôi tại khu vực riêng biệt theo quy định của pháp luật về chăn nuôi. Đất chăn nuôi tập trung thuộc nhóm đất nào? Việc sử dụng đất này phải tuân thủ như thế nào theo luật đất đai mới nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn trong tiểu mục Q&A ngày hôm nay. Đất chăn nuôi tập trung là đất xây dựng trang trại chăn nuôi tại khu vực riêng biệt theo quy định của pháp luật về chăn nuôi. Việc sử dụng đất chăn nuôi tập trung phải tuân thủ các quy định sau đây: thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý chất thải và biện pháp khác để không ảnh hưởng đến người sử dụng đất trong khu vực và xung quanh. Trường hợp sử dụng đất chăn nuôi tập trung mà có xây dựng công trình gắn liền với đất thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng. Tổ chức kinh tế cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư chăn nuôi tập trung. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, được nhà nước cho thuê đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án chăn nuôi tập trung. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin Phố Bất Động Sản ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.